Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả bạn chị em đang và sẽ kết nối vào trong buổi phát trực tiếp tối nay. Nguyện Chúa ban ơn cho tất cả bạn chị em ngay khi mà bạn chị em kết nối. Và tôi tin rằng Chúa đang ở đây với chúng ta, và anh chị em chúng ta sẽ có một buổi tối đầy phước hạnh trong tình yêu của Ngài. Tất cả các anh chị em đều khỏe mạnh và vui vẻ hết phải không ạ? Tôi rất lấy làm được khích lệ để nhận được những cái lời chúc mừng sinh nhật và thậm chí có cả quà tặng nữa của ông bà anh chị em khắp mọi nơi. Và điều này khiến tôi rất là vui mừng và cảm kích. Tôi biết ơn Chúa bởi vì Chúa khiến cho mình được nhiều người yêu mến và nhớ đến. Đây thực sự là một ân điển không phải dễ gì có ở trong đời sống của mọi một người. Đây là một cái tình cảm rất là quý giá mà anh ông bạn cho em đã dành đến cho tôi. Cho nên nhân tiện đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả ông bạn cho em đã gửi lời chúc mừng cũng như những món quà nhân ngày sinh nhật. Và đây cũng là điều khích lệ để cho tôi tiếp tục có sức mạnh, có niềm đam mê để phục vụ ông bạn cho em trong thời gian tiếp theo. Tôi cảm ơn Chúa rất thật là nhiều về điều này. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến để chuẩn bị tâm lòng mình cho bài học tiếp theo, bài số 04 trong chủ đề đời sống không bệnh tật. Anh em nhớ ha, chúng ta đang sở học một loạt bài của một đời sống không bệnh tật. Và lý do mà chúng ta cần học đó là sự hiểu biết sẽ đem lại sự giải cứu cho chúng ta. Sự thông biết, sự hiểu biết, sự nhận biết lẽ thật khiến chúng ta được tự do. Đôi khi món quà ở trước mặt mình, nhưng vì không biết cho nên chúng ta không đưa tay ra đón nhận. Vì vậy cho nên là chúng ta cần học. Và ai trong chúng ta cũng mong muốn có một đời sống khỏe mạnh, một đời sống không tật bệnh, một đời sống luôn làm chủ cơ thể của mình, không ạ? Và đó là lý do mà tôi nghĩ rằng chủ đề này rất là cần thiết để cho bà mình chị em đón nghe. Và hôm nay chúng ta học bài thứ tư với tên gọi là sự sống trong huyết và sự sống của Thánh Linh. Chúng ta sẽ học bài học này. Có vẻ chủ đề này hơi mới, nhưng mà chính vì nó mới cho nên chúng ta cần phải học. Và tôi nghĩ rằng nó đem lại cái sự ích lợi và hiểu biết cho chúng ta rất là nhiều. Và giờ này thưa ông bạn chị em, chúng ta hãy đến và dành một ít thời giờ để chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bạn chị em đang và sẽ kết nối vào trong trang. Chúng ta hãy dọn tâm lòng của mình và hãy biết rằng Chúa đang ở cùng mình giờ này. Amen. Tôi nói rằng Chúa đang ở bên cạnh ông bà anh chị em bởi Thánh Linh của Ngài, là vị giáo sư trọn đời giúp chúng ta luôn ở trong lẽ thật, biết lẽ thật, hiểu lẽ thật và sống bởi lẽ thật, đó chính là Thánh Linh. Ok. Giờ này chúng ta cầu nguyện nha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy đến với chúng con. Hãy đến với chúng con trong thì giờ quý báu này, vì chúng con chuẩn bị học lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện để Ngài gia tăng Thánh Linh của Ngài, sự sức dầu của Ngài trên mỗi một ông bạn chị em con đang có mặt trên live stream buổi tối hôm nay. Chúa ơi, con biết rằng lời Ngài nói hãy nhận biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúng con cần hiểu lẽ thật, cần hiểu lời Ngài, cần hiểu thật sâu, thật rõ, thật rộng kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cầu nguyện ngay giờ phút này, Đức Chúa Trời ơi, hãy đến với mỗi một ông bạn chị em con đang kết nối với nhau qua cái live stream này. Không gian thời gian không chia cách chúng con được. Chúng con tin rằng hiện nay tất cả chúng con đang kết nối với nhau trong Thánh Linh của Chúa. Ôi, chúng con ngợi khen danh của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài hãy chứng minh điều đó bằng cách thăm viếng anh chị em con giờ này, thăm viếng tấm lòng, thăm viếng linh hồn của họ,
trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, để mỗi một chúng con được bình an, được vui mừng, được tươi mới và được đầy nhiệt huyết đam mê sẵn lòng trong buổi tối hôm nay để lắng nghe lời của Ngài. Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy ban phước cho anh chị em con giờ này. Hãy làm mới tấm lòng anh chị em con giờ này. Hãy làm mạnh tấm lòng anh chị em con giờ này. Mỗi một người đang lắng nghe lời cầu nguyện này, đang ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước của Đức Chúa Trời giờ này. Hãy được phước trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được mạnh mẽ trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được đổ đầy Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Oh Thánh Linh ơi, là giáo sư, hãy đến soi sáng anh chị em con. Hãy soi sáng con mắt của lòng anh chị em con. Hãy chiếu ánh sáng con mắt, cho con mắt hiểu biết của anh chị em con giờ này, để hiểu được những lẽ mầu nhiệm trong lời của Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện giờ này. Hãy thưa với Chúa như thế này anh chị em: Cha ơi, hãy ban thần khôn ngoan và thần mặc khải trên con, để con có thể nhận biết lời của Ngài. Cha ơi, hãy soi sáng con mắt hiểu biết của lòng con, để con có thể biết sự mầu nhiệm trong những gì Ngài dành cho con. Hãy cầu nguyện thương bạn chị em hết lòng. Mỗi một chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện lời cầu nguyện đó giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Kenneth Hagin, ông đã cầu nguyện 6 tháng cho cái điều này liên tục, và ông đã được khai mở rất là nhiều những điều tuyệt vời ở trong lời của Chúa. Và tôi khấn lại bạn cho em hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đã giờ này trong danh Giêsu. Lạy Cha, hãy ban thần khôn ngoan và thần mặc khải trên con giờ này. Ôi, để khai mở linh của con, để nhận biết lời của Chúa, để nhận biết chính Chúa, để nhận biết những điều trong Thánh Linh của Chúa. Hãy cầu nguyện bạn cho em ạ. Và lạy Chúa, hãy soi sáng con mắt của tâm thần con, để con có thể hiểu những gì mầu nhiệm trong lời của Ngài, trong luật pháp của Ngài, những gì mà Ngài dành cho chúng con, những cơ nghiệp, những quyền phép, những tình yêu mà Ngài dành cho chúng con. Hãy soi sáng con mắt của lòng con giờ này. Hãy cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh chị em được phước khi cầu nguyện điều này. Tôi nói rằng Chúa ban phước cho anh chị em khi cầu nguyện những lời này. Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em trong khi anh chị em cầu nguyện những lời này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Ồ, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp đi anh chị em, tiếp đi đừng làm thinh. Ông bạn chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng bởi lời cầu nguyện chúng ta được kết nối với nhau trong Thánh Linh. Ông bạn chị em hãy nghe tôi đi. Đừng làm thinh, mở môi miệng mình ra. Dù người mới hay người cũ, cứ mở môi miệng mình ra và nói: Cha ơi, hãy kết nối chúng con làm một trong Thánh Linh giờ này. Hãy ban thần khôn ngoan, thần mặc khải trên con giờ này, để con nhận biết lời Ngài, nhận biết chính Ngài. Chúa ơi, con cần điều này. Ô, hãy soi sáng con mắt của lòng con, để con hiểu những cơ nghiệp Ngài dành cho con, hiểu những điều trân cậy mà Ngài đã dành cho con, hiểu những điều bí mật của thiên đàng mà Ngài dành cho con. Hãy cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần khôn ngoan, thần thanh sáng, thần hiểu biết, thần trí huệ của Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em giờ này, giáng trên anh chị em giờ này. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thần đã giáng trên anh chị em giờ này, thần của Đức Giê-hô-va giáng trên anh chị em giờ này. Ông anh chị em sẽ đầy sự khôn ngoan, đầy sự thông sáng, đầy sự sức dầu tươi mới giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng tôi cầu nguyện. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi cầu nguyện. Tất cả những điều gì ngăn trở che khuất trên anh em, hãy cất đi, sập đổ xuống đi. Những điều gì đứng giữa anh chị em với những sự mặc khải của Đức Chúa Trời, hãy sập đổ xuống đi. Tôi nói là anh chị em rộng đường và hanh thông để chạy đến ánh sáng của Chúa Giêsu giờ này. Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai kết nối để học lời Chúa của tôi hôm nay được hanh thông giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, và mọi quy luật, mọi bức tường ngăn trở đứng giữa anh chị em với Đức Chúa Trời, với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, sụp đổ xuống trong danh Giêsu quyền năng. Sụp đổ xuống trong danh Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự tự do, tự do, tự do, tự do, tự do cho linh của anh chị em giờ này, tự do cho linh của anh chị em giờ này, sự đổi mới cho hôn của anh chị em giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục anh chị em ơi, cảm tạ Ngài. Mà anh chị em hãy cảm tạ Ngài, cảm tạ Ngài, cảm tạ Ngài vì những điều diệu kỳ Ngài làm cho tâm linh trên giờ này. Oh, hallelujah. Tôi thấy nhiều người đang được đụng chạm giờ này. Tôi thấy rất nhiều người đang được Thánh Linh Chúa đụng chạm và cảm động giờ này. Ngài đang kéo anh chị em lại gần Ngài. Ngài đang kéo anh chị em lại với lời của Ngài. Ngài đang kéo anh chị em lại với đời sống tôn kính Ngài. Ngài đang kéo anh chị em lại để anh chị em đam mê Ngài. Tôi đang thấy sự thăm viếng. Chúa ơi, tiếp tục thăm viếng.
tiếp tục lan tỏa sự thâm viên này trên dân sự của Ngài. Gần 200 người, Chúa ơi, hãy lan tỏa trên họ, lan tỏa trên tâm linh của họ, đầy dậy thần linh của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Con nói rằng dòng sông sự sống tuôn chảy trên anh em con già này, trên ông bà anh chị em con già này, dù bất cứ họ đang ở nơi đâu, bất cứ là ai, con nói rằng thánh linh sự sống đang cuộn trào trong đời sống anh em con. Những người đang nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng già này. Hãy cộng tác với tôi cho anh chị em, hãy lắng nghe lời cầu nguyện và hãy đón nhận cho mình, hãy công bố ra qua miệng của mình: con là người được phước buổi tối hôm nay, con là người đầy dậy thánh linh buổi tối hôm nay, con sẵn sàng để được tự do bởi lời Ngài buổi tối hôm nay, con sẵn sàng để có trí hiểu và sự khôn sáng để hiểu lời Ngài buổi tối hôm nay, con được soi sáng con mắt của sự hiểu biết để nhìn thấy Ngài buổi tối hôm nay, con cảm nhận được Ngài, thấy được Ngài, nghe được Ngài, rồi chạm được Ngài buổi tối hôm nay. Con là người được định cho sống trong vương quốc của Ngài. Hãy công bố cho chính mình anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Wow, tôi thấy vinh quang của Chúa đang bao phủ hội thánh của Ngài. Tôi thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đến trên anh chị em mình khắp mọi nơi. Anh chị em biết không, dù anh chị em ở khắp mọi nơi rải rác, người thì ở nước ngoài, người ở miền Bắc, người ở miền Trung, người ở miền Nam, người ở khắp nơi, nhưng mà anh chị em biết không, trong thánh linh chúng ta đang ở một nơi, trong thánh linh chúng ta đang ở một nơi, đang nhóm lại một nơi, và linh của chúng ta đang kết nối với nhau một nơi bởi quyền phép của Đức Chúa Trời giờ này. Cho nên tôi nói rằng mưa của thánh linh đang xuống trên anh em chúng ta đồng loạt giờ này, mưa thánh linh đang xuống trên linh hồn anh chị em đồng loạt giờ này, ai cũng được nhấn chìm trong sự hiện diện của Ngài, sự rơi chạm của Ngài. Ông bà anh chị em đang thấy tự nhiên mình khỏe ra, mình tươi mới ra, mình bình an và lòng mình hoàn toàn vui mừng giờ này. Tôi thấy có một số người đang cảm nhận điều đó, tự nhiên bất chợt con người mình đổi khác anh chị em biết không, đó là vì anh chị em đang ở dưới cơn mưa của Đức Thánh Linh giờ này, Thánh Linh chạm đến anh chị em giờ này. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, sự mặc khải đến cho anh chị em giờ này, tôi cầu nguyện. Hallelujah, khi tôi cầu nguyện cho anh chị em mà trong căn phòng tôi đang ngồi này cũng đầy dẫy sự hiện diện thánh của Chúa. Đầy dẫy sự hiện diện thánh của Chúa, đầy dẫy sự vinh quang của Chúa, đầy dẫy sự rờ chạm của Chúa trong căn phòng tôi đang ngồi này. Cho nên tôi cảm biết điều đó cũng đang ở chỗ anh chị em, điều đó cũng đang ở tại chỗ anh chị em. Hallelujah, cảm ơn Ngài thật nhiều, vì Chúa đáp lời cầu nguyện thật là phước hạnh anh bạn chị em, thật là phước hạnh, thật là phước hạnh. Và khi bạn chị em nghe lời của Ngài, ôi sự chữa lành sẽ đến, sự giải phóng sẽ đến, sự phước hạnh sẽ đến, sự nâng cấp sẽ đến, sự đột phá sẽ đến. Tôi nói anh bạn chị em hãy chú ý nghe lời của Ngài, ăn nuốt từng lời. Và chúng ta sẽ biết Ngài dành cho mình điều gì, Đức Chúa Trời đã dành cho mình điều gì anh chị em ha. Phải biết điều đó, đây là quyền lợi của mỗi một chúng ta, là công dân của thiên quốc. Quyền lợi của mỗi một chúng ta, chúng ta cần nhờ lời Ngài để biết Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta điều gì, và ma quỷ sẽ không còn cơ hội để lừa dối chúng ta hơn nữa. Vì Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài có sự hiểu biết. Đó là lý do chúng ta bỏ thời giờ để học buổi tối ngày hôm nay. Amen cho em. Cảm ơn Ngài vì điều đó. Chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu bài học. Cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài thật nhiều. Và một lần nữa anh chị em ơi, tôi nhân thay mặt hội thánh nhầm muôn dân gửi lời chào đến hết thảy toàn bộ ông bà anh chị em có mặt trên live stream giờ này. Dạ, tôi xin ông bà anh chị em hãy cộng tác làm một việc rất nhỏ nhưng rất hữu ích, rất phước hạnh, đó là chia sẻ bài học này trên trang cá nhân của mình. Bà anh chị em có một phút để làm điều này, hãy chia sẻ để giúp tôi ạ. Chia sẻ để lời của Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Amen. Lời của Ngài sẽ chạm đến nhiều người. Giống như mình rải hạt giống vậy, không biết hạt nào là mọc, hạt nào là không, mọc ở đâu, mọc khi nào. Chúng ta chỉ việc rải hạt giống thôi. Bạn chị em ơi, khi bạn chị em bấm nút chia sẻ là bạn chị em đang rải hạt giống lời của Đức Chúa Trời, giúp nó lan tỏa. Còn cái chuyện nó mọc khi nào, mọc ở đâu, mọc với ai, đó là việc Đức Chúa Trời lo liệu. Amen ạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì anh chị em. Cảm ơn Chúa vì sự cộng tác của mình anh chị em. Rồi. Hallelujah. Bây giờ chúng ta bước vào bài học. Ông bà anh chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em hết thảy một lỗ tai thật là đầy dẫy
cái sự sức giàu để chúng ta cùng nhau học lời của Chúa hôm nay. Và tôi nhắc lại bài số 4, sự sống của huyết và sự sống của thánh linh. Chúng ta hãy nói điều này, hôm nay chúng ta học điều này. Nếu bạn trên có kinh thánh, mở cùng tôi trong Lê Vi Ký chương 17. Đây là một chương rất đặc biệt, nói về cái sự sống của con người trong cái thời cựu ước. Những điều mà Đức Chúa Trời căn dặn dân Israel, là dân mà thuộc linh của Ngài, dân có sự hiểu biết, là dân thánh, dân biệt riêng của Đức Giê-hô-va trong cựu ước. Thì trong câu 11, ông bạn cho em nhìn xuống câu 11 ha. Tôi sẽ đọc cho ông bạn cho em, chúng ta bắt đầu với đoạn kinh thánh này. Lê Vi Ký chương 17 câu 11, lời Chúa chép như sau ông bạn cho em: vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ, đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Ông bạn nhìn thấy không ạ? Rồi ông bạn cho nhìn xuống câu 14 ha. Vì sanh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết của nó, trong huyết có sanh mạng. Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Israel rằng các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào. Vì sanh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trút diệt. Tôi nghĩ đọc đến đây thì ông bạn trên đã ngộ ra là tại sao mình không nên ăn huyết rồi, phải không ạ? Chứ thật ra thì có một số người là không ăn huyết nhưng mà không biết tại sao, không biết tại sao, chỉ nghe và làm theo vậy thôi. Nhưng hôm nay mình cho em hiểu, phải không ạ? Mình không ăn huyết bởi vì cái mạng sống của mọi sinh vật á, nó nằm trong huyết. Mình ăn huyết có nghĩa là mình ăn mạng sống của con vật đó. Và Đức Giê-hô-va không hài lòng khi mình ăn sự sống của những sinh vật mà Ngài tạo dựng. Ok chưa? Ok ha. Khi mà mình xem qua cái chương 17 này đó, thì chúng ta thấy như hồi nãy mình vừa đọc, có tới hai lần Đức Chúa Trời nói với dân Israel về sự sống của xác thịt là ở trong huyết. Điều đó có nghĩa là cái cơ thể của mọi sinh vật sống đó, nó được duy trì nhờ cái sức mạnh của huyết chảy trong cơ thể. Huyết chảy trong cơ thể. Đó là lý do tại sao Chúa nói với họ rằng đổ huyết thì tương đương với việc lấy đi mạng sống. Và ngày hôm nay cái y khoa hiện đại người ta cũng khẳng định như vậy. Đó. Khi mình đổ huyết khỏi một cái cơ thể của một con vật nào đó, thậm chí con người đi, lấy hết huyết, chết liền, không sống được, đúng không ạ? Không sống được, đó là chuyện bình thường mà tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em mình có thể mường tượng ra được, rất dễ hiểu. Ví dụ ông bà anh chị em lấy một con gà đi, cắt cổ nó xong rồi tưới huyết ra hết, chết liền, không có gà nào sống được hết, không ạ? Cho nên mình thấy rõ ràng là cái sinh mạng, cái sự sống để duy trì của mọi con vật đó, nó nằm trong huyết. Nhưng có một điều mới lạ mà chúng ta cần khám phá hôm nay, đó là thế giới này có một nhân loại mới, và sự sống được duy trì bởi một thứ khác, không phải là huyết. Không phải là huyết. Cái nhân loại mới, cái con người mới này đó, là con người được tái sanh bởi đức tin trong Chúa Giê-xu. Bởi đức tin trong Chúa Giê-xu. Thì cái luật mà vận hành sự sống ở trong cái người được tái sanh đó, nó khác. Nó không giống như mọi sinh vật bình thường trên đất này, kể cả con người. Mạnh chân hãy chú ý đến dân chương nhất câu 12 đến 13. Dân tin lành dân chương 1 câu 12 đến 13. Tôi đọc cho anh chị nghe nha. Đây là ông dân, ông viết về Chúa Giê-xu. Những ai đặt niềm tin, đức tin nơi Chúa Giê-xu, thì ông viết như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Tôi muốn anh chị em ngẫm nghĩ về câu kinh thánh này kỹ hơn, chậm rãi thôi, nhưng mà hiểu cho nó thật rõ, thật sâu sắc. Tôi và bạn chị em ngồi đây rõ ràng là những người đã nhận Chúa Giê-xu,
Và rõ ràng vì cớ đó chúng ta đã được ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Vậy thì tôi vọng bạn chị em là những người được sinh lại theo một cách khác, không phải cách thông thường của tất cả mọi tạo vật trên thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy. Mọi tạo vật trên thế giới này thì được sinh ra bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, phải không ạ? Và sự sống của họ được duy trì bởi huyết. Đây là cái tạo vật cũ. Nhưng tôi và bạn chị em là tạo vật mới. Vậy thì chúng ta không được sinh ra từ huyết. Vì vậy chúng ta không thể được duy trì bởi huyết. Cái sự sống của cái con người thuộc linh của chúng ta, cái con người mới của chúng ta, nó không duy trì bởi huyết. Không duy trì bởi huyết. Chúng ta đã trải qua một cái quá trình hay một cái cuộc tái sinh tâm linh. Cuộc sống mới tâm linh của chúng ta không phụ thuộc vào huyết đang chảy trong cơ thể của mình. Ông bà anh chị em hãy ghi nhận điều đó. Tôi nhắc lại, cái cuộc sống mới trong linh của chúng ta không phụ thuộc vào dòng huyết đang chảy trong cơ thể của mình. Không phụ thuộc. Chúng ta được sinh ra bởi thần của Đức Chúa Trời. Và cuộc sống trong linh này của chúng ta đã ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Bởi cái quyền năng sự sống đó, nó ảnh hưởng đến cái cơ thể của chúng ta, đến nỗi ngay cả cơ thể con người chúng ta cũng không còn phụ thuộc vào cái dòng máu chảy trong đó nữa. Ông bà anh chị em hiểu không ạ? Cái cơ thể cũ của chúng ta này thì dĩ nhiên nó vẫn còn máu chảy trong đây, nhưng mà cái sự sống trong linh, cái con người tái sinh ở bên trong chúng ta đó, nó được sinh ra bởi thần Đức Chúa Trời, nó được duy trì sự sống bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Và cái sự sống này nó vượt trội, nó cao hơn, nó quyền năng hơn, đến nỗi nó có sức ảnh hưởng đến cái cơ thể của chúng ta đang có này, đến nỗi là cơ thể của chúng ta thậm chí không còn phụ thuộc vào dòng huyết đang chảy trong đó nữa, để nó duy trì sự sống. Anh em thấy cái quyền năng này không ạ? Đó. Vì vậy tôi mới đọc cho anh chị em nghe một cái câu kinh thánh để hôm nay chúng ta hiểu hơn lời của sứ đồ Phao-lô. Anh em mở cùng tôi trong Galati chương 2 câu 20. Trong đó chép gì? Sứ đồ Phao-lô nói gì? Và chúng ta có thể thường trích dẫn câu này, nhưng mà đôi khi mình không để ý, không để ý nhiều cái chi tiết cho đến khi mình học bài học buổi tối hôm nay. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Ông Phao-lô nói gì nữa thầy? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi nhắc lại và nhấn mạnh ở chỗ gì? Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Rồi, anh em chú ý câu này. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi ông còn sống trong xác thịt này là ông sống bởi đức tin của Con Đức Chúa Trời. Ông sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, chứ cái xác thịt của ông không còn phụ thuộc vào khí huyết nữa. Thật sự khí huyết thì vẫn đang chảy đó, nhưng mà có một cái định luật cao hơn ở trong cái con người được tái sinh, người ta gọi là luật của thánh linh sự sống đó. Nó ảnh hưởng, nó lan truyền, nó bao trùm lên trên toàn bộ cơ thể của chúng ta. Và cái luật đó là luật đức tin trong Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói rõ ràng là khi ông sống trong cái thân xác này, ông sống bởi trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, chứ ông phải sống bởi khí huyết nữa. Ok chưa? Điều này có nghĩa là khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh thì chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài rồi. Anh chị biết không ạ? Đóng đinh với Ngài rồi. Ngài không lên thập tự giá cho chính mình Ngài. Ngài đã bị đóng đinh vì chúng ta. Chúa Giê-xu nhận trách nhiệm về mình cho những sai lầm tội lỗi của chúng ta, và vì vậy Ngài đã chết thay cho chúng ta và được sống lại, phục sinh trong một cái đời sống mới hoàn toàn. Và sự sống mà bây giờ chúng ta đang sống trong thân xác, tôi và bạn trên khi tin Chúa Giê-xu thì chúng ta đã bị đóng đinh rồi. Nhưng hiện nay chúng ta đang sống trong thân xác này, còn trong thân xác này là chúng ta không sống bằng khí huyết cũ của Adam nữa, mà chúng ta đang sống bởi đức tin của Con Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không ạ? Đó là vấn đề tôi muốn nói.
Đây là điều nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người. Lý trí con người không hiểu được điều này. Phaolô ông muốn nói như thế này. Ý ông muốn nói này, tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Đóng đinh rồi. Thật sự đóng đinh rồi. Tuy nhiên là tôi vẫn còn sống. À, anh cho em hiểu ý mà. Ý ông muốn nói vậy đó. Tức là thật sự là khi Chúa Giêsu lên thập tự giá và đóng đinh đó, tôi cũng lên đó đóng đinh rồi. Tôi nói với anh chị em á, không có con người nào bị đóng đinh mà sống cả. Chết hết rồi. À, đúng không ạ? Tuy nhiên, Phaolô nói, ông nói như này nè. Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ rồi, tuy nhiên tôi vẫn sống. Lạ chưa? Điều này có nghĩa là tôi đã chết rồi, nhưng tôi sống mà không phải chính tôi sống, nhưng ấy là Đấng Christ, Ngài đang sống trong tôi. Tôi không còn sống với sự sống của thân thể bề ngoài này nữa. Sự sống mà tôi hiện đang sống trong thân thể tôi đó là bởi đức tin trong con Đức Chúa Trời. Anh em hiểu ý không ạ? Điều này khác biệt với nói là tôi sống bởi đức tin của tôi. Không, chúng ta không sống bởi đức tin của mình. Chúng ta đang sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời. À, không có ai trong chúng ta sống bởi đức tin của mình. Người đời thì nói rằng tôi sống bởi niềm tin của tôi. Không, chúng ta không sống bởi niềm tin của mình. Chúng ta không sống bởi đức tin của mình. Chúng ta đang sống bởi đức tin của Chúa Giêsu. Chính Ngài ban cho chúng ta đức tin đó. Khi chúng ta đến đầu phục hạ mình trước mặt Chúa, khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho chúng ta đức tin đó. Anh em nhớ trong Roma mà, Ngài ban cho chúng, phốn cho chúng ta mỗi người một lượng đức tin. Và đây là quyền phép để chúng ta duy trì sự sống, sự sống mới. Em hiểu ý tôi muốn nói mà. Điều đó có nghĩa là gì đấy? Mình giải thích thêm. Anh chị em đã bao giờ nghĩ về đức tin của con Đức Chúa Trời chưa? Đức tin của Chúa Giêsu chưa? Đức tin của Ngài là gì? Đức tin của Ngài là vào sự sống phục sinh. Có đúng không ạ? Khi Chúa Giêsu bước lên thập tự giá, Ngài tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phục sinh Ngài. Anh em nhớ cái câu chuyện trong Phúc Âm, khi Ngài nói đi nói lại với các sứ đồ của Ngài rằng con ngươi phải lên thành Jerusalem, bị phó cho các thầy tế lễ cả, cho dân ngòi, họ sẽ đem đóng đinh Ngài, Ngài sẽ bị chôn 3 ngày rồi Ngài sẽ sống lại. Anh em nhớ không ạ? Chi tiết đó tôi nghĩ rằng anh chị em mình ở đây ai cũng đã từng đọc. Như vậy đức tin của con Đức Chúa Trời là đức tin vào sự phục sinh, vào sự phục hồi, vào sự sống lại, vào sự tái tạo. Đó là đức tin con Đức Chúa Trời. À, và sự sống phục sinh này đó, nó không phụ thuộc vào huyết. Không phụ thuộc vào huyết. Anh em xem coi, khi Chúa Giêsu sống lại đó, à, Ngài không có huyết. Rõ ràng Ngài không có. Ngài có lỗ thủng trên bàn tay bàn chân, xưa Ngài có đó, nhưng mà Ngài không có huyết. Ngài đi qua tường được. À, Ngài đi qua tường được. Ngài không có huyết. Anh em thấy chưa? À, đó là một cái điều mà chúng ta phải để ý. Cái thân thể phục sinh của Chúa, sự sống phục sinh này không phụ thuộc vào huyết, nhưng vào quyền năng của sự sống đời đời. À, sự sống đời đời sung mãn của Đức Chúa Trời cho. Đúng không ạ? Vì vậy chúng ta không còn nói chúng ta sống bằng huyết nữa. Đừng bao giờ trong chúng ta là những người được tái sanh mà chúng ta lại nói rằng bây giờ tôi sống bởi huyết ở trong người. Không, chúng ta sống bởi đức tin của Chúa Giêsu. Và đức tin của Chúa Giêsu ấy là chúng ta sống bởi sự phục sinh. Chúng ta tin vào sự phục hồi, chúng ta tin vào sự phục sinh, chúng ta tin vào sự tái tạo bởi quyền năng sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng ta bên trong chúng ta. Đó, đấy là điều mà tôi muốn nói. Đối với chúng ta, những người ở trong tân ước, những người nhân loại mới như chúng ta, sự sống không nằm trong huyết. Đó là sự sống cũ, đó là sự sống mà cha mẹ mình sinh ra. Nhưng bây giờ khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu, con người của mình bị đóng đinh chết rồi. Chúng ta được tái sinh, được tái tạo, được phục hồi. Chúng ta đã sống bằng huyết cũ đó cho đến khi mình tiếp nhận Chúa và mình bị đóng đinh trên thập tự giá. Cho đến cái ngày đó, cái ngày mà anh chị em được tái sanh là cái ngày anh chị em chấm dứt sống bởi dòng huyết của cha mẹ mình cho mình. Đúng không ạ? Cuộc sống mà chúng ta hiện nay đang sống trong thân thể chúng ta là sống bởi đức tin của Chúa Giêsu, là Đấng đã yêu thương mình, phó chính mình, hiến chính mình Ngài cho chúng ta. Khi anh em hiểu điều này, khi anh em thông tuệ điều này, khi anh em được mặc khải về điều này, thì tôi nói một lần nữa, bệnh tật là dĩ vãng.
Bệnh tật nó không có quyền ở lâu trên cơ thể anh chị em. Anh em hiểu ý không ạ? Nó không có quyền. Đơn giản là nó không có quyền khi anh chị em có sự hiểu biết này. Cái sự sống mới anh chị em nó khác hoàn toàn. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Trong Mát chương 16, câu 16, 15 đến 16, Chúa Giêsu phán: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Sau đó, Ngài phán điều gì đó rất là gây kinh ngạc ở trong câu 17, 18 tiếp theo. Anh chị em nhìn xuống sẽ thấy Ngài phán như thế này: Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đôi khi đó, chúng ta luôn nghĩ rằng đây là một lời hứa. Nhưng nói với anh chị em, buổi tối hôm nay đây không phải một lời hứa. Đây cũng không phải là một lời tiên tri tiên đoán. Chúa đang cho chúng ta thấy một điều bí ẩn trong cái con người tái sanh của mình. Ngài đang nói rằng anh chị em mình sẽ được mọi người nhận biết đến qua các dấu hiệu kèm theo đời sống của mình. Anh em hiểu ấy à? Là người ta sẽ thấy những người tin Chúa, những người được tái sanh, họ sẽ đủ quỷ, chúng ta sẽ đủ quỷ. Người đời sẽ thấy chúng ta nói thứ tiếng mới, tiếng lạ. Người đời sẽ thấy chúng ta bắt rắn uống giống chi độc và người cũng chả chết. Người đời sẽ thấy những điều đó và lấy làm kỳ lạ. Tại sao những cái giống độc, những cái giống độc hại, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc không làm tổn thương họ? Tại sao họ nó không làm tổn thương chúng ta được? Bởi vì chúng ta không còn sống bằng huyết nữa. Thực sự sự sống của chúng ta không được duy trì bằng huyết nữa. Có một sự sống mới đang chảy trong chúng ta. Chúng ta đang sống bởi đức tin của Chúa Giêsu cho. Trước thời điểm này thì chính dòng huyết mang lại sự sống cho cơ thể phàm trần. Nhưng Chúa Thánh Linh hiện đang sống trong chúng ta. Ngài ban sự sống cho nhân thể, cho thân thể phàm trần này bằng một cái quá trình liên tục phục hồi. Liên tục ngày phục hồi, không ạ? Bởi vì cơ thể chúng ta chưa đến cái thời kỳ cứu chuộc mà, cho nên nó có cái sự phân rã, tan rã, không ạ? Yếu đuối đi. Nhưng mà anh chị em biết có một cái bí mật thuộc linh tôi muốn nói cho anh chị em rằng Đức Thánh Linh là Đấng đang sống trong cơ thể của tôi và bạn chị em. Mỗi một giây đồng hồ Ngài đang tái tạo liên tục, Ngài đang phục hồi liên tục. Những gì hư tổn, những gì chết chóc, những gì mà đang yếu đuối, Ngài phục hồi liên tục, phục hồi làm cho nó sống động, sống động tương ứng với quyền năng sự sống mà Ngài ban cho chúng ta bên trong cơ thể. Anh em nghe, trong Roma chương 8 câu 11 là câu kinh thánh mà tôi hay nói với anh chị em rằng hãy dựa vào đó mà cầu nguyện cho cơ thể của mình mỗi ngày đó. Anh em nhớ không ạ? Thì bây giờ tôi đọc lại cho anh chị em nghe. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Anh em thấy chưa? Có nghĩa là Đức Thánh Linh đã phục sinh Chúa Giêsu như thế nào thì giờ này Ngài ở trong chúng ta, Ngài cũng phục sinh thân thể chúng ta thể ấy. Ví dụ như gan anh chị em yếu, Chúa phục hồi nó. Thận anh chị em yếu, Chúa phục hồi nó. Bao tử anh chị em bắt đầu yếu dần, Chúa phục hồi nó. Không ạ? Xương khớp anh chị em yếu vậy, Chúa phục hồi nó. Tim mạch anh chị em đang yếu vậy, Chúa phục hồi nó. Tôi đã rất nhiều lần kinh nghiệm sự phục hồi này trên cơ thể của mình, rất là diệu kỳ đó. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng nếu họ uống bất cứ thứ gì chết người cũng sẽ không làm họ bị thương, không ạ? Cái điều này rất là lạ lùng. Và anh em mình cũng không thể bị đầu độc, vì đó không, vì đó là một cái dấu hiệu rất là diệu kỳ mà anh chị em cần đón nhận buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu không có nói rằng là vì Ngài ở với anh em mình cho nên mình không thể bị trúng độc, không. Vấn đề không phải chỗ đó, mà vấn đề là ngay cả khi chúng ta lỡ uống những thứ độc hại thì những quyền lực độc hại đó cũng không có tác động trên cơ thể chúng ta. Tôi muốn làm chứng cho anh chị em một cái chuyện nhỏ về cái điều này mà tôi đã từng kinh nghiệm. Cách đây cũng khá lâu rồi, cũng 6-7 năm rồi. Có một lần tôi lên núi tôi cầu nguyện.
Thì cái núi này nó rất là lâu ngày không có người đi, cho nên là đường xá rồi nó bịt hết rồi, còn chỉ có cây rừng rậm. Thì tôi cầm một cái cây gậy và tôi dò dẫm, tôi bước lên. Khi tôi lên đến đỉnh đồi và tôi cầu nguyện ở trên đó từ sáng sớm, thì khoảng đến 1-2 giờ trưa đó, tôi xuống rồi tôi về. Thì lúc xuống cũng vậy, tôi quên mất cái đường mình lên trên cây cỏ rậm rịt, mà tôi đi dò dẫm từng cái bước như thế. Thì anh em biết, đến cổ chừng giữa lưng chừng đồi thôi, thì cái chân tôi nó bắt đầu trượt xuống một cái hố. Và anh em biết, ngay khi nó trượt xuống cái hố thì một bầy ong vò vẽ ở dưới nó túa lên, con nào con nấy là bằng ngón tay cái này, nó túa lên và nó phủ lên người thôi. Ong phủ người, ong vò vẽ là anh em biết rồi đó. Cái con ong này đó, nghe người ta nói nó chỉ cắn một phát thôi là nóng sốt đi bệnh viện và có thể là lìa đời. Con trâu mộng, con bò mộng mà nó cắn mấy phát là ngã gục liền, chết liền. Đó, đó là cái sự thật. Khi tôi sập cái chân như thế này thôi, một bầy nó bu lên đầu, nó bu lên tay, và dĩ nhiên rồi tôi bỏ tôi chạy. Tôi bỏ tôi chạy. Ô, tôi chạy thật nhanh. Anh Dân biết, lúc mà tôi dò lên trên cái đường đồi đó là tôi đi phải mất 10 phút. Nhưng mà khi ông bà vẽ nó được rồi, tôi chạy xuống đồi có khoảng 5 giây đồng hồ rồi. Chạy như bay luôn, không cần biết đá sỏi hay là cây cỏ gì hay là gai góc gì cả. Vì quá là hoảng mà, ghê quá, nó được, nó dí theo và nó cắn tôi. Anh Dân biết cắn mấy phát không? Cắn 5 phát. Trên đầu 2 phát, bên tay 2 phát và bên tay này 1 phát. Cắn 5 phát. Và khi tôi xuống dưới đường cái rồi, tôi nhớ lại câu kinh thánh mà tôi vừa đọc cho anh chị em. Nếu bắt rắn trong tay mà lỡ uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Tôi đặt tay lên cái chỗ đau đó, tôi công bố trong danh Giê-xu, mọi nọc độc của ông và vẻ này không có tác dụng gì với cơ thể của ta. Trong danh của Giê-xu, dấu hiệu này phải được ứng nghiệm. Và thế là tôi đi về. Đấy thôi. Dĩ nhiên là nó vẫn đau rát, nhưng dân biết không, kỳ lạ thay. Mà mọi người nhà tôi cũng rất là kỳ lạ thôi. Chỉ cần sáng hôm sau thôi, mọi vết cắn xẹp lại bình thường. Không có dấu hiệu gì là sưng, là sốt, là nóng. Không có một dấu hiệu gì. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi thấy rất là hấp dẫn để chia sẻ cho anh chị. Nhưng nhớ câu chuyện ở trong Công vụ Sứ đồ không? Khi Phaolô ông lên một hòn đảo gọi là Malta, đúng không? Trời thì mùa đông lạnh, ông đi quơ củi để ông nhấm. Thì ngay khi ông quơ củi ông nhấm thì một con rắn lục nó bò ra, nó mổ bên tay ông. Thì mấy cái ông thổ dân ở đảo nó thôi xong rồi, chính thị là cái tay này là tay giết người rồi, tay giết người rồi, cho nên là đúng là trời không buông tha. Cho nên đến đây là bị con rắn này nó cắn cái là vài phút sau là ngã ngửa ra là chết thôi. Họ đang chờ ông Phaolô ngã ngửa ra chết, vì con rắn này là kinh dị lắm, thổ dân người ta biết mà. Mà cuối cùng họ chờ mãi thấy Phaolô cũng bình thường, chả chết gì cả, đúng không ạ? Chả chết gì cả. Cho nên là họ quay ngược lại nó, ô đó, ông này chắc là thần rồi, ông này chắc là không phải người thường rồi. Mà đúng thiệt, Phaolô không phải người thường. Phaolô là người được tái sanh, là con Đức Chúa Trời, là sứ đồ của Chúa Giê-xu, không phải người thường. Cái điều họ chưa hiểu điều đó thôi. Và cuối cùng là họ thấy ông không có hề hẳn gì cả. Anh em thấy không? Cho nên những cái điều này đó là một cái chứng thực thực tế, chứ không phải là chúng ta chỉ nói lý thuyết đâu anh chị. Tôi không nói này có nghĩa là suối anh chị em là mai đi ra kia bắt rắn hổ mang hay bắt rắn lục, cái đó là mình thử thách, mình cám dỗ, mình cố tình rồi. Không nói, đây là đang nói rằng lỡ may mình trúng độc, lỡ may mình bị đầu độc, lỡ may mình bị ong chích rắn cắn, lỡ may mình bị những gì độc dược, thì cái quyền năng ở trong mình, cái quyền năng sự sống, cái quyền năng của con Đức Chúa Trời, đức tin con Đức Chúa Trời trong mình, nó sẽ tiêu trừ tất cả những cái độc hại đó và không bao giờ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta không sống bằng huyết, chúng ta sống bởi quyền phép của Thánh Linh, là đấng liên tục tái tạo, phục sinh những gì yếu, những gì yếu đuối, những gì bị hủy hoại trong cơ thể của chúng ta. Tương tự như cách Ngài khiến cho Chúa Giê-xu chết 3 ngày rồi sống lại. Nên thấy không ạ? Nên đây là một cái điều rất là lạ lùng ha. Chúng ta chưa hiểu điều này một cách nó cặn kẽ đâu, nhưng mà bởi vì Kinh Thánh nói hiện nay đó, Kinh Thánh nói là nhờ sự hiểu biết mà chúng ta được giải cứu, thì chúng ta cũng căn cứ vào những cái điều này để chúng ta biết rằng tôi và bạn cho em là một nhân loại mới. Chúng ta đang sống bởi một cái sức mạnh mới, một cái nguồn năng lượng mới,
Đó là nguồn năng lượng bởi đức tin con Đức Chúa Trời, đức tin của Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta không được duy không còn được duy trì sự sống trong cơ thể của mình bằng dòng huyết cũ kỹ nữa. Chúng ta đã bị đóng đinh, và bên trong tôi vọng bàn trên có một quyền năng sự sống lạ thường, bí ẩn âm thầm duy trì nó mỗi ngày. Đó là lý do chúng ta có được sức khỏe siêu nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể làm việc Chúa một cách siêu nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể mà duy trì được một cái phong độ làm việc một cách siêu nhiên mà đôi khi chúng ta không thể lý giải được. Các bạn ạ, đây là cái điều mà chúng ta thấy. Và Kinh Thánh phán là gì? Kinh Thánh nói như Đức Chúa Trời phán: dân ta chết vì thiếu hiểu biết. Ô-sê chương 4 câu 6. Các bạn ạ, Đức Chúa Trời, dân của Đức Chúa Trời đau khổ, chịu nhiều những cái thiệt thòi, đau đớn áp bức vì thiếu hiểu biết. Cho nên hôm nay chúng ta nên có sự hiểu biết đó. Đau đớn bệnh tật thiếu thốn cũng vì lý do thiếu hiểu biết. Tại vì bởi sự thiếu hiểu biết này đã cho phép một số những cái sự phá hủy đến, và chúng ta không có đức tin để phục hồi, đúng không ạ? Nhưng khi có sự hiểu biết và lời Đức Chúa Trời chiếm hữu tâm hồn chúng ta, thì một điều mới mẻ sẽ xảy ra. Bởi chúng ta có đức tin, chúng ta bắt đầu bước đi theo con đường mới này, cách thức mới này. Và mọi người thậm chí sẽ tự hỏi này, ngạc nhiên: ô, điều gì xảy ra với ông bạn cho em vậy? Mà tại sao ông bạn cho em siêu nhiên vậy? Tại sao ông bạn cho em có thể sống một đời sống lạ thường như vậy? Tại sao ông bạn cho em có thể lái xe một ba ngày trời mà không mỏi mệt như vậy? Giảng từ sáng đến chiều mà không mỏi mệt như vậy? Phục vụ người ta hàng mấy tiếng đồng hồ mà tại sao không mỏi mệt như vậy? Người ta sẽ ngạc nhiên. Tôi nói ông bạn cho em, nhưng chúng ta trong Chúa thì không có gì ngạc nhiên mà. Đó là sự sống siêu nhiên bởi đức tin của con Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi dòng huyết này. Không phải bởi năng lượng của dòng huyết này nữa, mà năng lượng của Thánh Linh Đức Chúa Trời bên trong của chúng ta. Chúng ta không nói, còn nói ngôn ngữ của sự nghi ngờ, không tin tưởng, thiếu thốn nữa. Chúng ta chỉ nói sự sống cho cơ thể của chúng ta. Hằng ngày chúng ta nói điều tích cực cho cơ thể chúng ta và cho những thành viên trong gia đình chúng ta. Anh em hiểu ý tôi muốn nói điều gì không ạ? Mỗi buổi sáng thức dậy, ông bà anh chị em hãy bắt đầu chỉ vào mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình và nói: ta nói sự sống cho người. Ta nói sự sống cho ngươi hỡi gan ta, thận ta, bao tử của ta. Ta nói sự sống cho ngươi hỡi xương khớp của ta. Ta nói sự sống cho ngươi hỡi tim mạch, hệ thống thần kinh của ta, hệ thống tuần hoàn hô hấp của ta. Ta nói sự sống của Thánh Linh cho ngươi, hãy phục hồi. Hãy phục hồi, hãy phục hồi đi. Hãy phục hồi bởi quyền năng sự sống của Thánh Linh bên trong ta. Mỗi buổi sáng em hãy nói điều đó, hãy làm điều đó. Hãy nói những điều đó để cho nó được sống. Phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không cần phải công bố bệnh tật là do ma quỷ hay là cái gì nữa. Chúng ta đừng sợ hãi những cái điều đó nữa. Đúng không? Chúng ta có đủ năng lực để đẩy lùi bệnh tật. Chúng ta có đủ năng lực để lệnh cho nó phải rời đi trong danh của Chúa Giêsu Christ. Vì sao? Vì nó không còn quyền đeo bám chúng ta. Vì chúng ta không sống bằng khí huyết. Chúng ta không sống với con người cũ, là con người mà làm mồi cho Satan năng. Satan năng xác thịt năng cái đó. Nhưng mà chúng ta không sống bởi nó nữa, cho nên nó không có quyền để gieo vào chúng ta. Khi chúng ta có sự hiểu biết này, chúng ta có được sự tự do. Anh em hiểu không ạ? Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh nói như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu. Anh em dở trong Dân Nhất chương Dân Nhất chương 3 câu 2: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Nhìn thấy vậy, chúng ta giống Chúa. Ngài phục sinh, thân thể phục sinh của Ngài như thế nào thì chúng ta giống như Ngài, không khác gì cả. Và Roma chương 8 câu 9 chết như thế này: về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và chúng ta đọc câu tiếp theo mới thấy kinh ngạc là câu 10: vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhưng cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhưng cớ sự công bình. Anh em thấy chưa? Điều này có nghĩa là mặc dù thân thể của chúng ta đã chịu ảnh hưởng của sự chết bởi tội lỗi, nhưng bây giờ khi Đấng Christ sống trong chúng ta, Đức Thánh Linh ban sự sống cho nó vì sự công bình mà chúng ta có. Anh em hiểu không ạ? Tôi nhắc lại nha.
cái câu Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 10 đó, nó có ý nghĩa là gì? Mặc dù cái thân thể của chúng ta đã từng chịu ảnh hưởng của sự chết bởi tội lỗi mà mình đã từng làm, đúng không ạ? Ảnh hưởng sự chết, càng ngày nó càng tan rã, càng sống lâu năm thì càng xuất hiện nhiều bệnh tật, có đúng không ạ? Nhiều những cái sai trật, càng sống lâu năm thì huyết áp cao đến, tiểu đường đến, suy tim, suy thận, suy gan, khó ngủ, rồi xương khớp đau nhức, càng già càng nhiều bệnh. Nói tóm lại là như thế nếu mình chưa có Chúa. Nhưng bây giờ nè, khi tôi và bạn trên đã được tái sanh rồi thì Chúa Giêsu đến sống trong chúng ta, và Đức Thánh Linh liên tục ban sự sống cho nó. Vì cớ tôi và bạn trên đã được xưng là công bình. Đó là lý do. Lý do sao mà tôi và bạn trên liên tục được phục hồi sức khỏe trong cơ thể một cách rất nhanh chóng là vì chúng ta được gọi là người công chính. Chúng ta được gọi là người công chính, cho nên Thánh Linh ban sự sống phục hồi cho chúng ta. Đó là lý do. Cho nên Đấng Christ ở trong chúng ta, khi Đấng Christ ở trong chúng ta thì cái thân thể này nó không còn kiểm soát chúng ta nữa. Chúng ta không còn bị kiểm soát bởi những giác quan vật lý của mình nữa, bởi sự tiếp thu, bởi tiếng nói của cơ thể mình nữa. Cái chi tiết này nó rất là cần cho những người muốn đón nhận sự chữa lành. Tôi nhắc lại, khi Đấng Christ ở trong chúng ta thì cái thân thể này không kiểm soát chúng ta được nữa. Nếu chúng ta cho phép nó kiểm soát thì nó sẽ kiểm soát. Nhưng mà chúng ta nói rằng, vì sự thật nói rằng cái thân thể này không còn kiểm soát chúng ta nữa. Chúng ta không còn bị kiểm soát bởi những giác quan thể lý nữa. Chúng ta không còn tiếp thu những cái thông tin từ nó, tiếng nói từ cơ thể của chúng ta nữa. Chúng ta khác với những người sống theo cảm xúc của cơ thể mình. Chúng ta là nhân loại mới, chúng ta khác với những người của thế giới này. Được chưa? Họ sống theo cảm xúc tiếng nói của cơ thể. Những người cư xử theo thị giác, theo cảm giác, những gì họ nghe thấy từ bên ngoài, những gì họ nếm, những gì họ ngửi, đó là cái người ở thế gian này, đúng không ạ? Họ cảm thấy đau, vì thế họ nói ô tôi đang bị loét dạ dày. Họ thấy bị mỏi mệt, họ nói ô tôi bị đau gan. Họ thấy họ cảm thấy chóng váng, họ nói thôi rồi huyết áp tôi tăng rồi. Cảm thấy mà, không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta khác. Chúng ta khác, cuộc sống, sự sống của chúng ta không còn bị kiểm soát bởi những tiếng nói của cơ thể nữa, đúng không ạ? Vì nó không phụ thuộc vào máu huyết. Đơn giản thế thôi. Chính Đức Thánh Linh Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, hiện đang sống trong chúng ta. Và Ngài phục sinh, Ngài làm cho sống động, Ngài mang lại sự sống cho cơ thể của chúng ta. Bây giờ Ngài là nguồn sống cho cơ thể chúng ta. Ngài nói cho chúng ta những tín hiệu của sức khỏe chúng ta. Ngài nói đâu? Ngài nói qua lời của Ngài. Ngài nói rằng chúng ta giàu già bạc cũng sinh bông trái. Ngài nói cho chúng ta rằng chúng ta là người cương thành. Ngài nói cho chúng ta rằng chúng ta là người được phước, xanh bông trái theo tỷ tiết, lá nó không tàn héo. Ngài nói cho chúng ta rằng chúng ta là người được sự sống và sống sung mãn. Ngài nói cho chúng ta rằng cơ thể chúng ta sẽ được thịnh vượng như phần hồn chúng ta được thịnh vượng. Ngài nói cho chúng ta rằng bởi lần rơi của Chúa Giêsu mà chúng ta mọi bệnh tật chúng ta đã được chữa lành. Anh em hiểu không ạ? Đó là tiếng nói của Thánh Linh. Tôi nói anh chị em hãy lắng nghe tiếng nói Thánh Linh, đừng lắng nghe tiếng nói của cái thế giới này, của cái cơ thể khí huyết này mà vô tín, được chưa? Đó là điều rõ lòng. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng trong chúng ta có một điều diệu kỳ, đó là chúng ta không phụ thuộc vào khí huyết. Và dòng huyết trong cơ thể chúng ta cũng rất là lạ lùng. Đây có thể là một khám phá mới, đúng không? Vì chúng ta là một dòng dõi mới, một nhân loại mới. Chúng ta là một cái kiểu người mới, mặc dù nhìn bề ngoài thì nó giống nhau, nhưng chúng ta khác à. Bản chất chúng ta khác rồi. Anh em đọc trong Phi-rơ nhất chương 2 câu 9: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức,
của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng là lòng của Ngài. Được không ạ? Anh em có biết rằng mình là dòng giống được lựa chọn không? Mình là dòng giống làm chức thầy tế lễ nhà vua không? Mình là dòng giống của dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời không? Đúng không? Chúng ta sống khác đi, chúng ta sống trên thế giới này, và chúng ta có quyền rao giảng sự nhân đức của đấng đã cứu chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đó cho họ nghe. Đâu ạ? Một thế hệ được chọn lựa, một chức tư tế hoàng gia. Chúng ta là một công dân của một đất nước thánh thiện. Chúng ta là một quốc gia tận hiến phục vụ. Chúng ta là một dân tộc đặc biệt, duy nhất. Đúng không ạ? Cho nên tôi khuyến khích chị em, khi anh chị em đi ra ngoài đường, đi làm nơi công sở, xuất hiện nơi công cộng, đừng nghĩ mình giống mọi người. Không có đâu. Anh chị em không phải là người bình thường. Anh chị em là người đặc biệt. Người đặc biệt, một sự sống đặc biệt đang tuôn chảy trong anh em. Người bên cạnh anh em sống bằng khứ huyết, nhưng anh em sống bởi thánh linh, sống bởi đức tin con Đức Chúa Trời. Cái sự sống trong anh em nó khác hoàn toàn. Nhìn bên ngoài giống nhau, nhưng mà nó khác. Anh em hiểu không ấy? Giống như hai chiếc xe, một chiếc xe điện và chiếc xe xăng. Tôi nói cho anh em dễ hiểu ha. Một chiếc xe điện và chiếc xe xăng. Bây giờ cái thời buổi là xăng khan hiếm này chắc anh em dễ hiểu không ạ? Một hai chiếc đó bề ngoài giống nhau y xì. Nếu không đến gần kiểm tra, ai cũng nghĩ ôi tụi nó giống nhau mà. Như nhau nhưng không. Một anh thì cấm điện để chạy, một anh thì phải đi đổ xăng để chạy. Mà bây giờ xăng không có để mua nữa thì anh kia là xếp xó, anh xe điện vẫn chạy tiếp. À, nhìn bên ngoài giống nhau nhưng bên trong cơ chế hoạt động khác nhau rồi. Cái duy trì, cái sự chuyển động, cái duy trì cái sự sống nó khác nhau rồi. Cái nguồn năng lượng để duy trì sự sống của chúng ta với những người còn lại của thế giới này khác nhau rồi. Mặc dù nhìn bên ngoài giống nhau ý gì. Hai chiếc xe hơi, chiếc xe điện, xe xăng, tôi đón cho em đứng từ xa mà phân biệt được. Giống ý gì, hoặc chiếc xe máy điện không ạ? Giờ nó làm giống nhau ý gì. Nhưng mà cái cơ chế hoạt động của nó, cái nguồn năng lượng duy trì khác nhau. Tôi muốn nói về cho anh em dễ hiểu không ạ? Đây là cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đã tái dựng chúng ta thành một cái nhân loại mới như vậy. Và anh chị em hãy cố gắng hiểu điều này. Tôi muốn nói một cách hình ảnh cho anh em dễ hiểu. Có một nhóm máu mới xuất hiện trong nhân loại, đúng không? Nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O, nhóm máu gì đó. Bây giờ xuất hiện một nhóm máu mới mà hôm nay tôi gọi là máu thánh linh. Nhóm máu thánh linh, đây là máu chảy trong cơ thể thuộc linh của tôi và bạn chị em. Nó ra đời do cái sự ảnh hưởng của sự sống mới từ thánh linh trên dòng huyết con người. Đây là nhóm máu. Nhóm máu thánh linh này là nhóm máu gì? Có khả năng tiêu diệt bệnh tật. Hallelujah. Anh em hãy vui mừng với tôi điều này. Tôi nhắc lại nha. Tôi và bạn trên là một nhân loại mới. Và dĩ nhiên nhân loại mới thì có một nhóm máu mới. Người ở thế gian này thì người nhóm A, máu A, người máu B, người máu O, vân vân. Nhưng tôi và bạn trên có một nhóm máu khác. Tôi gọi có thể là nhóm máu D đi. Tôi gọi đây là máu thánh linh. Và nhóm máu thánh linh này nó được xuất hiện do ảnh hưởng của sự sống mới mà chúng ta nhận được. Sự sống của thánh linh, sự sống bởi đức tin mà Chúa Giêsu cho chúng ta trên dòng huyết của mình. Và anh em ơi, nhóm máu D thánh linh này nó có một khả năng rất đặc biệt, đó là nó tiêu diệt mọi bệnh tật. Tiêu diệt mọi bệnh tật. Đây, anh em thấy lạ lùng không? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải hiểu về một cái khám phá mới này. Đây là điểm rất là đặc biệt để chúng ta sống một đời sống không tật bệnh. Không ạ? Chúng ta lắng nghe lời Ngài, lắng nghe thánh linh của Ngài. Đừng để cơ thể của mình làm chủ mình. Cho nên nhiều người đến cầu nguyện giải cứu chữa lành bệnh tật. Và họ về, họ tiếp tục nghe cơ thể của họ. Họ nghe lời Chúa. Lời Chúa nói rằng bởi lần rồi Chúa mà bệnh con đã được lành. Nhưng mà khi cầu nguyện xong họ về, họ vẫn nghe cơ thể, nghe dòng huyết Adam nói. Vẫn còn đau. Chắc mình vẫn còn đau, chưa được lành. Và đúng thế, nó vẫn còn đau.
Nhưng mà tại sao mình không nghe tiếng của Thánh Linh nói là đấng, là dòng huyết đang chảy trong mình? Mình phải nghe dòng huyết đó, dòng huyết của nhóm máu D, nhóm máu Thánh Linh đã nói. Nhóm máu đã nói rằng anh em được sống và sống sung mãn. Anh em đã được lành bởi lần rồi Chúa Giêsu. Cơ thể nó nói gì mượt mà. Đây là cách để chúng ta nhận lãnh sự chữa lành, cách để chúng ta nhận lãnh sự phục hồi bởi Thánh Linh. Muốn nhận lãnh sự phục hồi Thánh Linh, hãy nghe Thánh Linh, hãy nghe Ngài nói qua lời của Ngài, tin vào lời Ngài, đừng tin những gì cơ thể này nó nói, được không ạ? Chúng ta không quá khích ở chỗ này, nhưng mà đó là đức tin. Chúng ta có quyền để tìm kiếm sự chữa bệnh như mọi người ở thế gian, nhưng chúng ta hoàn toàn có được một đặc ân khác để tìm kiếm sự chữa lành trên lời của Đức Chúa Trời. Tùy anh chị em chọn lựa. Tôi không có quá khích để nói anh chị em rằng là chúng ta phải thế này phải thế kia, không. Chúng ta có quyền chọn lựa, nhưng mà riêng tôi chọn cách nghe lời Đức Chúa Trời để chúng ta sống khỏe mạnh mà không mắc bệnh. Không có một thứ gì có thể thâm nhập vào ở lâu trong cơ thể của mình mà nó tiêu cực, mà nó bệnh tật nữa, nó phải được tống đi. Anh em hiểu không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta muốn nói. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tóm lại đó, tóm lại ở trong đây, bài học này đó, chúng ta đã lướt qua được và hiểu được sự sống của huyết và sự sống của linh. Hai cái sự sống này khác nhau. Hai sự sống này khác nhau. Sự sống của huyết thì ở trong con người cũ, nhưng sự sống của linh ấy, ở trong con người mới. Sự sống của linh thì tiêu diệt bệnh tật. Sự sống của huyết á, con người cũ á, thì sao ạ? Càng sống càng bệnh, càng sống càng chết. Nhưng sự sống của linh á, càng sống càng khỏe, càng sống càng được phục hồi, càng sống càng được tươi mới. Hãy chọn lựa sự sống của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước trong bàn chém buổi tối này qua lời của Ngài. Amen ạ. Bạn chém có được khích lệ về những lời này không? Tôi nghĩ rằng những cái kiến thức này nó rất là quan trọng để chúng ta nắm bắt, nhất là những anh chị em đang tìm kiếm sự chữa lành, không ạ? Đang tìm kiếm sự chữa lành. Sự chữa lành thực tế đó nó ở trong cơ thể của anh em á. Thực tế là nó ở trong cơ thể của anh em. Nếu anh em là người được tái sanh, sự chữa lành, sự phục hồi nó ở trong cơ thể của anh chị em. Hãy kích hoạt nó bởi đức tin con Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Nào, bây giờ chúng ta đến với thời giờ cầu nguyện. Và tất cả những anh chị em đang có cái nhu cầu để được cầu nguyện chữa lành buổi tối ngày hôm nay, được giải cứu, được tự do, được ban phước buổi tối hôm nay, chúng ta hãy sẵn sàng, sẵn sàng cho cái thời giờ cầu nguyện này bằng cách cộng tác ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn khích lệ tất cả bạn trên đó hãy đến với Chúa một cách riêng từ giờ này. Những ai có nhu cầu đến Chúa bằng cách nào, nói với Chúa đây: Chúa ơi, hãy thương xót con, hãy định vị con trong buổi tối hôm nay bằng cách nhìn thấy nhu cầu của con. Còn cảm ơn Ngài đã ban cho con sự sống, một sự sống mới. Cảm ơn Ngài đã cho con một dòng huyết mới, dòng huyết của Thánh Linh. Con không còn phụ thuộc vào cơ thể này. Con không còn sự sống, con không còn phụ thuộc vào tiếng nói của cơ thể này. Nhưng con phụ thuộc vào Thánh Linh sự sống bên trong con, là Thánh Linh liên tục phục hồi những hư tổn của con, phục hồi những cơ quan nội tạng nào hư tổn của con, phục hồi những phần cơ thể nào đang hư tổn của con. Ngài đã từng phục sinh Chúa Giêsu thể nào, Ngài cũng phục sinh con thể ấy. Hãy cầu nguyện đây em, hãy nói với Chúa những cái điều anh em vừa nghe đây. Không ạ, anh em hãy tin những điều mà anh em vừa nghe, vì đó là lời của Chúa. Tôi không nói theo cảm tính của mình, nhưng tôi nói bằng lời của Đức Chúa Trời, phân tích rõ ràng để cho anh em thấy rằng nếu quả thật anh em tái sanh và Chúa Giêsu sống trong anh em, thì anh em đang sống trong một sức khỏe siêu nhiên, sống trong một dòng huyết có khả năng tiêu trừ bệnh tật. Đó là sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận buổi tối hôm nay. Cảm ơn Ngài. Rồi anh em cầu nguyện ạ. Xin Chúa thương xót cho con hiểu biết và đón nhận sự chữa lành giờ này. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Amen. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ tôi kêu gọi tất cả những bạn chị em nào đang bệnh tật đau yếu, không ạ, đặt tay vào chỗ đau đó của mình. Đau đầu, đau tim, đau gan, đau thận, không ạ, đau phổi, đau xương khớp, đặt tay vào. Và rất là đơn giản, Roma chương 8 câu 11 nói thế nào? Anh em vừa học xong, thực hành đi thôi. Thực hành ngay, thực hành ngay.
Anh em hãy nói ra môi miệng và tin xác quyết. Cha con tin rằng Thánh Linh sự sống đang ngự trong con, sẽ phục hồi chỗ đau này của con, sẽ phục hồi chỗ hư nát này của con, làm cho cái cơ thể hay chết này, cái cơ quan hay chết này, cơ quan đang bị bệnh này lại được sống động như ngày xưa Chúa mới tạo ra. Nói đi anh chị em, hãy đặt tay vào chỗ đau, dở Kinh Thánh ra Roma chương 8 câu 11 và nói công bố trong danh của Chúa Giêsu, con được phục hồi. Và tôi nói với anh chị em rằng những ai đang làm điều đó giờ này thì quyền phép của Thánh Linh giáng trên người đó, giáng trên người đó, và ta truyền lệnh bệnh tật phải lui. Ta truyền lệnh trong danh Giêsu, mọi bệnh tật trên cơ thể của ông bạn cho anh ta phải lui trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Gan thận phải được phục hồi, gan thận phải được phục hồi, bao tử đường ruột phải được phục hồi, xương khớp máu huyết được phục hồi, tim mạch được phục hồi, thần kinh hệ thống hô hấp được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi những vết loét, vết viêm, những ung thư phải rời đi, phải đi đi ra khỏi cơ thể của họ giờ này. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, là danh ban sự sống cho chúng con, danh ban đức tin sự sống cho anh em con. Hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi bệnh tật dù tên gọi mày là gì, những sự chết ở trong cơ quan nội tạng, những sự chết ở trong những cơ thể đang ở trước màn hình này, ta bảo mày phải rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thay vào đó là sự sống, thay vào đó là sự sống và sự phục sinh, thay vào đó là sự phục hồi, sự tái tạo trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu. Hãy lành bệnh đi, mọi bệnh tật hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên cho em, tiếp tục lên cho em, hãy nhìn giùm tôi vào Roma chương 8 câu 11 nào. Đọc lại một lần nữa đi nào, đọc tiếp một lần nữa đi nào, một lần nữa đọc lại đi nào. Nếu quả thật Thánh Linh Đức Chúa Trời trong anh em thì tại sao thận anh em phải còn hư được, tại sao gan anh em còn hư được, tại sao tai mũi họng anh em hư được, tại sao xương khớp anh em hư được? Nó phải được phục hồi. Hãy tin tôi đi, trong danh Chúa Giêsu phục hồi giờ này, hãy phục hồi giờ này, hãy phục hồi giờ này. Tiểu đường phải được phục hồi giờ này, huyết áp phải được phục hồi giờ này, trong danh của Chúa Giêsu tất cả những chứng đó phải rời khỏi cơ thể anh em giờ này, rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi, đấng chữa lành trên anh em con. Ôi đấng giáng Thánh Linh sự sống trên thân thể anh em con giờ này, đấng giáng Thánh Linh sự sống trên cơ thể anh em con giờ này, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Mọi những ai đang lắng nghe lời cầu nguyện này, những ai đang làm theo lời cầu nguyện này, tôi nói với anh chị em rằng hôm nay anh chị em được tự do khỏi bệnh tật của mình. Những ai đang nằm liệt trên giường hãy đứng dậy giờ này. Những ai đang nghe bác sĩ nói rằng là bó tay rồi thì bây giờ anh em được sự sống và hy vọng. Những ai đang bị ung thư giai đoạn cuối, giai đoạn mà chờ chết, hôm nay được phục hồi và được sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang bế tắc trong cơ thể của mình, hôm nay có hy vọng và ánh sáng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng anh em được tái sanh cho sự sống và sống dư dật sung mãn, sống không phụ thuộc vào những gì khứ huyết đang chảy trong cơ thể của anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố rằng dòng huyết mới, dòng huyết của Thánh Linh ở trong anh em tiêu trừ mọi bệnh tật trên cơ thể này, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Lành đi, hãy lành đi, mọi bệnh tật phải được lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng, không bất kể tên gọi mày là gì. Ta bảo mày đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta bảo mày rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời khỏi họ. Rồi anh em lần nữa hãy vui mừng cảm tạ Ngài, lần nữa hãy đặt tay lên chỗ đau của mình và nói rằng gan ta đã được phục hồi, bao tử ta đã được phục hồi, xương khớp ta đã được phục hồi, thận ta đã được phục hồi, lá lách ta đã được phục hồi, tử cung ta đã được phục hồi, tai mũi họng ta đã được phục hồi, phổi ta đã được phục hồi, tim mạch ta đã được phục hồi, máu ta đã được phục hồi. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa. Hãy lành đi, lành đi, xương khớp lành đi, khuỷu tay lành đi, đau trên vai gáy lành đi, đau trong cột sống hãy lành đi, vết địa trật địa đệm hãy lành đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao truyền lệnh, bạn trên hãy đón nhận sự phục hồi, đón nhận sự phục hồi dù bất kể bệnh tật mà tên gọi nó là gì. Đón nhận sự phục hồi giờ này trong danh Chúa Giêsu. Ai đang ngồi trên xe lăn hãy đứng dậy đi. Tôi nói rằng xương khớp anh em được phục hồi, gân anh em được cứng vững giờ này trong quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Hãy đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đứng dậy mà đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang mơ trên cặp mắt hãy sáng tỏ và phục hồi cặp mắt lại đi.
phục hồi cặp mắt lại đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang biết tay hãy mang nhĩ hãy phục hồi đi, sự nghe hãy được phục hồi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy được lành, 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 hãy được lành. Ai đang đau đầu, ai đang choáng váng, ai đang say sẩm, ai đang bị tiền đình, ai đang bị rối loạn trong cơ thể, trong cơ chế, trong thần kinh, trong danh Giêsu, tôi nói những người đó hệ thống thần kinh là được phục hồi trong ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu. Thần kinh và máu huyết được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đau đầu, tiền đình biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bởi sự sống của Thánh Linh phục hồi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa, vì căn cứ theo lời của Ngài, bệnh không có lương trên con cái của Đức Chúa Trời. Bệnh không thể ở trong cơ thể của con cái Đức Chúa Trời. Bệnh không thể tồn tại trong cơ thể của con cái Đức Chúa Trời. Ta bảo rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Rời, hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục đi, cứ tiếp tục ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa. Hãy nhìn vào lời của Ngài, nhìn vào những gì anh em vừa nghe và công bố sự chữa lành cho mình, công bố sự giải thoát cho mình, công bố trong danh Chúa Giêsu. Và mọi con quỷ đang lừa dối, mọi con quỷ đang lừa dối, mọi con quỷ đang lừa dối con cái của Đức Chúa Trời, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ đang lừa dối, đang cám dỗ con cái của Đức Chúa Trời, mọi con quỷ đang tấn công con cái của Đức Chúa Trời, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh đi, rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi, ta làm mày đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi xuống vực sâu, đi ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ố linh, tà linh, những linh dâm dục hãy đi đi. Đi đi, ta truyền lệnh mày đi đi. Những linh nổi loạn, những linh bạo lực, những cay đắng ruồng bỏ, ta bảo mày đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy ra khỏi cơ thể của họ đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta công bố sự sức dầu thánh và lửa thánh linh giáng xuống thiêu đốt tụi bay Satan, thiêu đốt những con quỷ đang hành động, thiêu đốt những con quỷ đang cám dỗ, thiêu đốt những con quỷ đang lừa dối. Ta ra lệnh cho mày rời đi Satan, ta nói mày phải rời đi khỏi họ. Tất cả những người đang kết nối trên livestream này, những ai đang có nan đề với ma quỷ, những ai đang có vấn đề với ma quỷ, ta nói những con quỷ đó mày phải biểu lộ và ra khỏi họ giờ này. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ác mộng trong danh Chúa Giêsu, ta trói buộc mày con quỷ này. Những con quỷ người chồng người vợ thuộc linh hay đến và quan hệ tình dục trong giấc ngủ giấc mơ, ta biến mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, rơi khỏi thân thể của họ, đi ra vĩnh viễn khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai liên quan đến tà thuật bùa chú bùa ngải, ta trói buộc những con quỷ này, ta bảo mày ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những linh nóng giận, những tà dâm, những ô uế trong danh Chúa Giêsu vì những thứ đó đem đến, những linh tà thuật bùa ngải đồng con này đem đến, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đi ra khỏi cơ thể của họ giờ này, đi ra đi. Cơ thể của anh em ta, chị em ta không thuộc về mày, không chứa đựng mày Satan. Biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cút đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy cộng tác với tôi. Tôi nói anh em hãy cộng tác với tôi. Những ai đang có biểu lộ của ma quỷ giờ này, những ai đang cảm thấy ớn lạnh, những ai đang cảm thấy buồn nôn, những ai đang cảm thấy tốt mồ hôi, những ai đang cảm thấy co giật run lắc, hãy ra lệnh cho con quỷ đó rời khỏi cơ thể của mình. Hãy ra lệnh cho nó trong danh Chúa Giêsu. Hãy cho nó đi ra bằng đường miệng, đường mũi, đường mồ hôi, đường nước mắt. Hãy ra đi bằng mọi cách trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cốt đi trong danh Chúa Giêsu. Holy Ghost fire, lửa, lửa thánh linh. Holy Ghost fire, 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 fire. Ta ra lệnh mày rời, 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 rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi, đi ra khỏi họ hoàn toàn. Cấm mày quay trở lại trên cơ thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nhắc lại, những ai đang có những biểu hiện, những biểu hiện của ma quỷ, những biểu hiện của ma quỷ trên cơ thể của mình giờ này, hãy cầm tác với tôi, hãy đạp đổ nó, hãy đuổi nó, hãy dứt khoát với nó. Đừng sợ, trong danh Chúa Giêsu anh em phải được tự do. Nó không có quyền lừa dối anh em, nó không có quyền gieo bệnh tật cho anh em, nó không có quyền gieo nan đề cho anh em. Anh em là nhân loại mới, là đời sống mới, là anh em được sống bởi Đức Chúa Trời. Ma quỷ là sự chết, không có quyền động đến anh em giờ này. Anh em nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ các bạn. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi tà linh phải rời, 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 rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Hãy tự do anh chị em. Tôi công bố sự tự do cho toàn thể bạn anh chị em trên live stream này. Tôi công bố sự tự do trên toàn thể bạn anh em trên live stream này. Hãy đón nhận sự tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói bạn anh em được phục hồi và tự do khỏi mọi loại bệnh tật giờ này. Tôi nói bạn anh em được tự do khỏi mọi loại ma quỷ oán linh ác linh giờ này. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng thần giải cứu đến cho anh em giờ này, thần chữa lành đến cho anh em giờ này, thần phục sinh đến cho anh em giờ này, thần của sự sống đời đời đến cho anh em giờ này. Ông bạn trên tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Ôi bạn trên được phước. Những ai nghe lời cầu nguyện này, những ai kết nối với lời cầu nguyện này, anh em được phước, rất được phước. Thì giờ này tôi nhìn thấy sự tác động của Đức Thánh Linh rất là mãnh liệt trong cộng đồng giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, nhiều sự chữa lành đang xảy ra, nhiều sự giải cứu đang xảy ra, nhiều phép lạ siêu nhiên đang xảy ra trong giờ cầu nguyện vừa rồi. Ô, lạy Chúa đấng quyền năng, lạy Chúa đấng quyền năng, lạy Chúa đấng quyền năng, không gian thời gian không giới hạn được Ngài. Lạy Chúa đấng quyền năng của chúng con, Ngài chữa lành mọi nơi, mọi lúc, mọi loại người khắp mọi nơi trên trái đất cùng một lúc. Ô, vì quyền năng sự sống của Ngài nằm trong lời của Ngài, hallelujah, con cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hãy đón nhận sự chữa lành của anh chị em. Đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành. Hallelujah. Hallelujah. Tôi nhìn thấy một người đau trong cái khuỷu tay trái, cứ đau trong khuỷu tay trái, thậm chí là co duỗi rất là khó khăn. Và người đó hôm nay được chữa lành, hoàn toàn duỗi thẳng ra. Và anh em tự do hoàn toàn. Đó là điều lạ lùng, phép lạ của Chúa. Nó phục hồi cơ quan xương khớp của anh chị em. Và hoàn toàn anh chị em được tự do nhảy múa. Tôi thấy hình ảnh anh em còn nhảy múa nữa. Ôi, tôi thấy có một người đang đứng dậy và dậm dậm hai cái chân của mình, y như là thử hai cái chân của mình vậy đó. Và tôi nói rằng anh chị em đừng thử nữa, đừng thử nữa. Chân anh em đã được chữa lành, anh em hãy bước đi bình an đi. Chân đã được chữa lành, hãy bước đi một cách bình an đi. Đừng nhảy thử chi nữa. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Chúa thật nhiều, thật là diệu kỳ. Mà anh chị em ơi, một lần nữa tôi nói rằng phép lạ đang xảy ra rất là nhiều. Hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa làm cho mình vừa rồi đi ạ. Hãy viết xuống Chúa chữa cho tôi. Ôi tôi đau lâu, giờ tôi hết rồi. Ôi tôi bị đau bao tử, bây giờ tôi thấy hết rồi. Phép lạ xảy ra. Ôi tôi bị đau xương khớp, giờ tôi đi được rồi. Tôi bị đau tay, tôi đi được rồi. Tôi bị đau vai gáy lần rồi. Hãy comment xuống bên dưới anh chị em ơi, để khích lệ người khác và khích lệ chính tôi nữa. Hãy làm điều đó để ngợi khen Chúa và quyền năng của Ngài. Mấy tôi đang chờ đợi ông bạn cho em, hãy viết những cái comment của mình, hãy viết những cái lời chứng của mình, hãy viết những lời chứng của mình xuống đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Wow, gần 330 người đang online đang theo dõi này, và nhiều điều Chúa làm cho anh chị em buổi tối này. Tôi rất là vui mừng khi quyền năng của Thánh Linh tác động trên cơ thể, trên linh hồn, trên tâm linh cho em, làm cho em được sống động và được phục hồi khắp mọi nơi. Wow, đây là một điều siêu nhiên. Đây là một điều mà chúng ta không giải thích được bằng lời, bởi vì quyền phép của Thánh Linh làm, chứ không có ai có thể làm được điều này. Vì sự sống ở trong anh em, và bởi đức tin con Đức Chúa Trời mà anh em sống ngày hôm nay, anh em được chữa lành hôm nay, anh em được tự do hôm nay, anh em được giải cứu ngày hôm nay. Và sự hiểu biết đó khiến cho anh em được tự do. Anh em hãy làm chứng bằng cách comment xuống bên dưới đây. Hãy giúp tôi comment xuống bên dưới đây những gì Chúa làm cho anh chị em giờ này. Tiếp tục lên trên. Tôi rất là khích lệ, tôi khích lệ anh chị em hãy viết xuống bên dưới những gì mà mình tin rằng Đức Chúa Trời đã vừa làm cho mình. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, 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 hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, hallelujah. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, hallelujah, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Tiếp tục lên cho em, viết xuống bên dưới, viết xuống bên dưới. Cảm ơn Ngài, hallelujah, hallelujah, cảm ơn Ngài, hallelujah, ngợi khen Chúa, amen, cảm ơn Chúa. Wow, vinh hiển thuộc về Chúa, amen, cảm ơn Ngài. Tiếp tục viết lên trên, tiếp tục comment xuống bên dưới. Và tôi nói anh chị em được phước giờ này, Thánh Linh của Chúa đang vận hành và đang đầy dẫy trên anh chị em. Thần của Ngài đang ban phước cho anh chị em, thần của Ngài đang ban phước cho ông bà anh chị em khắp nơi, thần của Ngài đang ban phước cho ông bà anh chị em khắp nơi. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, tuyệt vời quá. Ngợi khen Chúa, thật là diệu kỳ, thật là diệu kỳ, thật là diệu kỳ.
Hallelujah, thật là diệu kỳ. Nào, cảm ơn Chúa. Có lẽ bài học của chúng ta và thời giờ cầu nguyện của chúng ta đã đến lúc kết thúc. Và một lần nữa, trước khi chào tạm biệt anh chị em, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ông bà anh chị em đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 53 của tôi. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em về những lời chúc tốt đẹp này. Cảm ơn Chúa vì những tình cảm thật là quý báu gửi đến cho tôi. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và xin Chúa cũng ban phước trên đời sống anh chị em đầy dẫy. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow, tôi thấy có một lời chứng nè. Lời nói nè. Lời cầu xin là Chúa phục hồi xương sống cho con giờ này. Đó, ok. Hãy đặt tay vào xương sống của mình và nhận lãnh sự chữa lành ngay lập tức. Amen. Cảm ơn Ngài. Đừng có sợ gì cả. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen ha. Rồi bây giờ tôi xin chào tạm biệt tất cả bạn trẻ ở đây. Và hẹn bạn trẻ vào sáng Chủ nhật 30 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa và đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, nhiều phép lạ hơn nữa để cùng nhau tôn vinh Ngài. Nào, chào tạm biệt anh chị em. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn